đồ. Cho người thì ba đòi nha. Cũng người nắng thì ba cả kia nên ba không chịu. Cái kiểu cái cổ thật đấy. Người nào cần đòi là phải đòi chứ nhỉ. Người lại phải đòi gì đâu. Thì đó ý là chị nói đó mà. Người thì đòi không ra. Người thì nắng thì trả tiền. Thằng nó mua trong một cái gì đó. Còn gì xấu rồi khoan. Giờ xí gần xong rồi. Đã tiền đi rồi ta. Cuối cùng nó cũng chuyển vào nó cũng vậy ngại theo cái kiểu trạng thái chứ trong khi mình giao rồi mà giao lâu lắm rồi thì là mới đấy á thì cũng mới đấy chị mà giao hết tầm 10 ngày rồi cái này bận tiền họ phải trả cho họ chứ chị Tây chỉ mặc có gì trang này mặc nó mà tám tí Thảo ăn lên chỗ nhà Phúc là Thảo ăn ăn cái cá thác lát nó ổ qua nè với lại rau rừng với lại gà nướng gà lam á cơm lam với gà nướng trời ơi không thể quay được với lại uống rượu cần có uống rượu cần hả có dạ cái vừa lên Đắk Lắk uống rượu cần cái gì cha lên Đắk Lắk uống rượu cần ngon em uống từ thời cấp 3 rồi giờ em nhớ chi chưa rồi mà già mà cứ bãi máy là cũng rụng hết rồi. Bữa là cưỡi cưỡi voi nữa Phúc. Bữa đi Tây Nguyên á, cưỡi voi. Hồi đấy bạn đôn hả? Ừ, bạn đôn. Phúc nhỏ lớn rồi chưa đi bạn đôn đâu. Phúc phóng nái đi Phúc. Phóng nái đi Phúc. Cho nó ra luôn, đi quay xin nè quay ha. Trời đất ơi. Trời, mẹ ơi, đi hấp xin. Xin này là quay cưỡi voi, voi anh cưỡi đây đã vậy sợ. Trời, có tí cho rồi, bị xịt cho cục này rồi. Đau chưa em? Gì chưa, bình thường. Giỏi ghê trời, xíu nó mụn viêm đau lắm em nghe. Viêm em chưa biết được, hồi trước nặng viêm thấy đau điếm. Đau điếm à? Mà nặng mấy mụn đầu đen hoặc mụn ẩn thì bình thường. Ừ, mụn viêm là đau á. Gặp nó mặt mấy chỗ đau nữa nhỉ. Chắc may đâu. Trừ vẫn ăn đi Tây Nguyên lại. Đấy. Đi uống cà phê Tây Nguyên, trời ơi uống ăn cái ly kem bơ. Bơ đúng bơ luôn ở Đắk Lắk chứ không phải Tây Nguyên, Đắk Lắk á. Trời ơi, ăn vẫn dễ vẫn thơm, không thể quay được cái ly bơ nó 50 ngàn, năm mấy ngàn luôn á Phúc. Mà ngon, ngon lắm Phúc nè. Thấy ngon. Mấy người nó uống cà phê họ ăn bơ. Được đó, ăn được á, cái chơi thèm, không thèm đâu. Mình ăn mấy cái nó được thì mình bữa mập đó. Mình không ăn được. Ký lên 4-3 kg liên tục. Giờ xúc gần 3 kg rồi. Nó hậu là 2 kg rưỡi nè. Nhưng mà hậu xuống như nó đỡ, phút xíu từ sau hương, phút từ mấy phút lớn. Nhưng mà đợt ni hầu vô trừ là xúc à hay là có lan ký không? Cái đoạn mới vô là nó có lên nó lan xong dưỡng xúc về lại nguy. Cái đợt đó là nói chung là mà có cũng đang ăn được lắm. Tinh thần thì nó cũng
Thế là mình suy nghĩ nhiều nữa là cũng xuống ký lắm. Không chịu lay luôn, có gốc này. Thấy không? Thấy gốc không? Gốc này mà không ngồi lay chứ không là nó lay lại nè. Sao đó. Bánh chân bên Hiền nấu cũng ngon, nhà bên Hiền nấu ngon. Bánh chân nhà bên Hiền nấu cũng ngon. Họ đâu có năm mua đâu. Không có ăn bánh đó. Ăn gì? Không ai bánh tét luôn Phúc. Ừ. Tới nhà hầu cũng không. Ăn bánh tổ thôi. Bánh tổ tròn tròn giống như cái tăng đường á, tăng đường đen á. Nhưng mà bằng gì? Bằng nếp luôn hả? Bằng bánh tổ bằng gì ta? Biết không? À, nấu mà rán ngọt ngọt, ấy là chiên lên ăn ngọt ngọt. Bằng bột hay chị? Không biết. Chị Thuận ơi, chị Thuận biết bánh tổ không? Tổ là cái bánh mà đen đen mà bỏ mè. Có bỏ mè đúng rồi đó. Ở đây thấy cũng bán mà. Kiếm cho dễ dễ qua. Như cũng gần hết rồi. Bữa nay đỡ một ẵng lúc nào. Nhưng mà họ thấy mụn viêm lên. Đỡ mụn ẵng. Kiếm là mụn Sài Gòn. Ừ. Mụn ẵng mới đi đỡ với mấy bữa qua thâu thâu dễ chị thấy. Xích qua thầy cho Phúc đỡ ngõ nè. Chị nó đang nói bánh gì ta? Bánh tổ. Ở Quảng Trị có cái bánh tài gì nè. Ừ. Chiên đúng rồi, bánh tổ đang chiên lên. Làm nhỏ hơn kêu bánh tài gì. Hằng tâm hồng ăn uống rồi. Còn hả Phúc? Cái bọc cũng dễ sợ thiệt ạ. Làm gì mệt rồi. Bán không chết mà chờ luôn. Ba châu. Đi về dọn nhà nữa, còn đuối nữa. Chút nhà đi. Có ai dọn nhà chưa? Thì giờ như bán là khỏi dọn nhà luôn. Còn không ai thì dọn. Mà người mệt mỏi đi cũng dọn nổi không nữa. Hậu thả thí rồi đó. Phúc bị dọn nhà hả? Ừ. Chị kêu tối bao giờ mình chị để ở nhà nhất luôn á. Giờ chị mệt mệt.
ông anh em ông giòn rồi cái phong ông mới trang trí đê co lại cái phong ông đè rất ngay con bao nhiêu đồ thừa đồ lại là ông tấp quá cái phong cái hết chị á à, sợ cho không bây giờ em phải mê em giòn cái gòn kêu đồ của mấy mày đem đi đâu mày đem kêu để đó cho mẹ tụi này mất hết rượu cần nó ra người ta hút bằng cái ống hút rồi thôi Phó Huyền giòn đó bốc cái rượu cần ra bỏ ống hút dài kiểu phong tập đó là giòn chứ mình là lắm nè đó thì gòn được phong con là hai phong cũng tướng phong ba mẹ em lắm em kêu là má em kêu mới về mới giòn đồ mới em kêu má lo mới giòn phong má đi để con coi phong má ra ta giòn mà đun mới đậy không có mình phúc lận gái à hả bây giờ nhà đâu còn ai nữa đâu.